Tất cả anh em nha, thì hôm nay mình sẽ làm món gọi là thịt nướng nha các bạn. Thì các bạn hãy xem hết video này xem thịt nướng của mình nướng có ngon nha. Thì mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn xem là thịt nướng gồm có nha cái gì để nướng nha. Nướng thì mình chuẩn bị một cái bếp bếp than nha các bạn. Đó, còn xe qua bên đây là thịt nè. Đó, các bạn thấy không? Thịt nướng. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành nướng nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nướng nha các bạn. À, chúng ta lấy thịt nè, người ta nướng rất là đơn giản luôn, các bạn chải ra nha. Ây da, nóng quá các bạn ơi, nóng quá, rất là nóng luôn các bạn. Chúng ta chải thịt cho nó đều ra hết nha. À, quá chi là ngon luôn các bạn ơi. Thịt này sắc mỏng mỏng nè các bạn, nó mỏng mỏng nè. Thịt thì các bạn chải ra mỏng mỏng như vậy nè, đó cho ta nướng thì nó sẽ rất chi là mau chín nha các bạn. Rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn nha các bạn ơi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi cho thịt nó chín thôi. Thì chúng ta sẽ chở thịt lại đó, cho nó không có bị khét nha các bạn. Thịt này là thịt heo, mình sắc mỏng ra, sau đó mình ướp gia vị, sau đó các bạn đem đi nướng thôi, chi là ngon các bạn. Wow, quá thơm các bạn ơi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để ta nướng thịt không bị dính trên cái dĩa này. Các bạn tha một miếng nước hay miếng mỡ gì đó, miếng dầu gì đó để nó không bị dính miếng thịt này các bạn. Đây là cái dĩa mình đựng thịt nè, đó để thịt về chín rồi chúng ta gấp xuống dĩa thôi, rất là đơn giản luôn. Khi nào mà hết than thì các bạn sẽ lấy than và bỏ vô thêm để cho lửa nó ngấm dần 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 hoài, nó cháy hoài vậy đó, cho miếng thịt nó chín đều các bạn. Thời tiết hôm nay thì khá là nóng luôn, nên là mình lựa cái chỗ nào nó mát mẻ đó, cây cối xanh um, rồi chúng ta sẽ tiến hành nướng cho nó mát mẻ thoải mái, thì nướng miếng thịt nó mới ngon rồi các bạn. Các bạn có thể thấy không, thịt của mình nướng này nãy giờ thì nó cũng gần chín rồi các bạn. À, rất là ngon luôn nha. Mình sẽ nướng cho nó đều, chở đều cho nó hết, để cho miếng thịt nó chín đều nha các bạn. Mình làm clip thì rất mong các bạn đăng ký kênh, like video mình, ủng hộ mình nha, để mình có tinh thần làm thêm nhiều cái video mới cho các bạn xem nha. Và nãy giờ nướng thì mấy miếng thịt này nó chín rồi nè các bạn. Đó, nó chín thì chúng ta sẽ gấp bỏ vô cái dĩa nha. Đó. Miếng nào chín thì chúng ta sẽ gấp bỏ vô dĩa. Đó. Miếng này nó cũng chín rồi. Còn các bạn ơi, đây là thành quả sau khi mình nướng thịt nè. Đó, có mấy miếng hơi đen đen là do mình nướng nó bị táp lửa, nó đen không sao. Đó, còn mấy miếng nữa là xong rồi nha các bạn. Đó, quá là ngon luôn. Rồi, sau khi nướng xong thì đây là thịt nướng của mình đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây, gấp cục này đi, mình sẽ ăn thử nè. Thịt nướng thì mình chấm với loại là nước mắm chua ngọt nha.
bữa cơm mình nè, rau nè các bạn. Đó, canh rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cục thịt này nha, nó ngon nha. Rồi đây cục thịt nè, bây giờ mình ăn thử nha các bạn. Quá ngon rồi ha. Mời các bạn ăn thịt của mình nha. Bạn nhớ đăng ký kênh, like, ủng hộ mình nha.